Chào mừng quý vị các bạn đã quay trở lại với kênh Điểm tin bóng đá. Ngay sau đây thì xin gửi đến quý vị và các bạn bản tin bóng đá sáng ngày hôm nay, 31 tháng 5 với những thông tin đáng chú ý sau đây. Huấn luyện viên Hoàng Anh Gia Lai đã xoáy huấn luyện viên Kim Sang Sik. Huấn luyện viên Poon Kinh thừa nhận cay đắng sau trận ra mắt tệ hại với Công an Hà Nội. Quang Hải có thể quay xe vào phút chót không sang Nhật mà chọn một đội rất quen thuộc. U19 Việt Nam rơi bảng đấu khó tại giải Đông Nam Á. Mời các bạn cùng đón nghe. U19 Việt Nam rơi bảng đấu khó tại giải Đông Nam Á. Quý vị và các bạn thân mến, tháng 7 tới đây thì U19 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Hứa Hiển Vinh sẽ lên đường tham dự giải U19 Đông Nam Á 2024 tại Indonesia. U19 Việt Nam sẽ cạnh tranh ở bảng B với Úc, Lào và Myanmar. Bảng A có sự hiện diện của chủ nhà Indonesia, Philippines, Campuchia và Đông Timor. Trong khi đó bảng C bao gồm Thái Lan, Malaysia, Singapore và Brunei. U19 Đông Nam Á 2024 sẽ diễn ra từ ngày 17 tháng 7 đến ngày 29 tháng 7 tại tỉnh Surabaya, Indonesia. Vòng bảng sẽ diễn ra theo thể thức đá vòng tròn một lượt tính điểm, chọn 3 đội nhất và 1 đội nhì có thành tích tốt nhất vào bán kết. Hai đội thắng bán kết sẽ đá chung kết, còn hai đội thua sẽ tranh hạng 3. Trước khi đi Indonesia, U19 Việt Nam sẽ chạm trán những đối thủ mạnh tham dự giải giao hữu Tứ Hùng ở Trung Quốc gặp Hàn Quốc, Uzbekistan và đội chủ nhà. U19 Thái Lan và Úc đang nắm kỷ lục vô địch với 5 lần ở sân chơi U19 Đông Nam Á, xếp sau là Malaysia, Myanmar 2 lần và Việt Nam 1 lần. Ở giải gần nhất hồi năm 2022, U19 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của ông Đinh Thế Nam giành hạng 3. Nhiều thành viên của lứa U19 năm đó có tên trong đội hình dự ASEAN, U23 châu Á và tuyển Việt Nam như là Văn Khang, Đình Bắc, Văn Trường hay là Cao Văn Bình. Huấn luyện viên Poon Kinh cay đắng thừa nhận sau trận ra mắt tệ hại với Công an Hà Nội. Như các bạn đã biết thì ngày hôm qua trước đội khách Công an Hà Nội rất mạnh với dàn cầu thủ chất lượng, song Hà Tĩnh vẫn giành thắng lợi với tỷ số 1-0. Ngay ở phút đầu trận, Công an Hà Nội là đội kiểm soát thế trận và tạo ra được một số tình huống nguy hiểm lên khung thành của Hà Tĩnh. Pha bóng chú ý nhất là phút 21, Quang Hải thực hiện cú đá phạt hiểm hóc khiến thủ thành Nguyễn Thanh Tùng phải chôn chân nhưng bóng lại dội sở ngang và bật ra đáng tiếc. Những phút tiếp theo thì hai bên tạo ra được một số cơ hội nguy hiểm nhưng đều không thể có được bàn thắng. Hiệp 1 khép lại với tỷ số 0 đều. Sang hiệp 2, đội khách vẫn kiểm soát bóng nhiều hơn. Tuy nhiên thì từ pha phản công nhanh của đội chủ nhà ở phút 55, cầu thủ Bùi Văn Đức đã căng ngang để cho Vũ Quang Nam dứt điểm cận thành đánh bại Nguyễn Philip. Những phút còn lại thì Công an Hà Nội vùng lên nhằm tìm kiếm bàn gỡ nhưng không thành công. Chung cuộc thì Hà Tĩnh giành thắng lợi tối thiểu 1-0 trước đội khách Công an Hà Nội của ông Poon Kinh. Qua đó tạm vươn lên vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng. Chia sẻ sau trận đấu, huấn luyện viên Poon Kinh cho rằng đội bóng của ông đã cố gắng hết mình trong trận đấu này. Chúng tôi bắt đầu trận đấu là rất tốt, tạo ra nhiều cơ hội và đội chủ nhà cũng thi đấu tốt. Nhưng cuối cùng chúng tôi thất vọng. Trong thời gian nghỉ để nhường chỗ cho đội tuyển quốc gia, chúng tôi sẽ chuẩn bị tốt hơn. Trong khi đó thì ông Nguyễn Thành Công cho hay là ông đánh giá rất cao tinh thần của các cầu thủ trong trận đấu này. Dù các học trò của ông thi đấu 7 trận liên tục chỉ trong vòng 1 tháng khiến thể lực bị ảnh hưởng. Tôi nghĩ trận thắng này trước hết là trách nhiệm và tinh thần thi đấu ngoan cường của các cầu thủ. Trận thắng này giúp cho các cầu thủ của chúng tôi tự tin hơn, tâm lý của các cầu thủ cũng phần nào giải tỏa. Tôi không bất ngờ vì đội Công an Hà Nội đã đánh mất nhiều thứ, mặc dù là họ có nhiều tuyển thủ chất lượng. Với tôi, không bao giờ có sự ganh đua với huấn luyện viên nào cả. Tôi chỉ nghĩ đội bóng của mình giành được 3 điểm là rất hạnh phúc. Theo ông Công, sau vòng 22 thì Hà Tĩnh sẽ có quãng nghỉ trước khi quay trở lại và ông sẽ xem trọng việc hồi phục thể lực và ổn định tâm lý cho các cầu thủ. Ngoài những điều kể trên thì điều quan trọng nhất với đội bóng của chúng tôi là tâm lý. Tôi nghĩ rằng là 4 trận đấu còn lại là các học trò của tôi sẽ phải cân bằng lại được. Huấn luyện viên Hoàng Anh Gia Lai đã xoáy huấn luyện viên Kim Sang Sik.
Các bạn thân mến, ở trận đấu thuộc vòng 22 V-League 2023-2024 diễn ra vào chiều ngày 30 tháng 5 tại sân Pleiku, Hoàng Anh Trân Ai chia điểm với Thanh Hóa. Hai đội hòa nhau một đều. Sau trận đấu, ông Vũ Tiến Thành đã tỏ ra không hài lòng về công tác trọng tài. Cụ thể là phút thứ 35, tiền đạo Nguyễn Quốc Việt thoát xuống sau pha chọc khe của đồng đội và đưa được bóng vào lưới. Tuy nhiên thì bàn thắng không được công nhận khi trọng tài viên phất cờ báo việt vị đối với Quốc Việt. Về vấn đề này thì ông Thành nhận định, Quốc Việt ghi bàn trong tư thế không việt vị, chúng tôi đã kiểm tra lại. Ngay tình huống đó, chúng tôi cũng đứng gần, trọng tài luôn luôn là như vậy. Một đội bóng đang rất nỗ lực trụ hạng lại bị cướp một bàn thắng. Nhưng tôi nghĩ kết quả 1-1 đã phản ánh đúng trận đấu, đúng lối chơi của hai đội. Về khả năng trụ hạng của đội bóng Phố Núi, ông Thành chia sẻ, tôi tự tin Hoàng Anh Gia Lai sẽ trụ hạng thành công. Chúng tôi vẫn còn 2 trận sân nhà, chúng tôi kiên định hướng đến mục tiêu có điểm từng trận một. Ở quãng nghỉ sắp tới, các cầu thủ sẽ được nghỉ vài ngày. Sau đó, chúng tôi sẽ phải quay trở lại tập luyện, chuẩn bị cho trận đấu tại sân nhà thuộc vòng 23 gặp Bình Định ngày 15 tháng 6. Đây là trận đấu then chốt rất quan trọng. Nếu có điểm ở trận này, Hoàng Anh Gia Lai sẽ có lợi thế trong cuộc đua trụ hạng. Ông Vũ Tiến Thành cũng tiết lộ về chuyện hợp đồng của thủ thành Bùi Tiến Dũng. Khi Dũng về Hoàng Anh Gia Lai theo dạng cho mượn, cậu ấy cũng đã kết hợp với câu lạc bộ Công an Hà Nội. Tôi nghĩ là đội bóng sẽ thuyết phục Dũng ở lại Hoàng Anh Gia Lai. Tôi có nói với Dũng nếu ở đây thì cơ hội thi đấu là sẽ nhiều hơn. Bên cạnh đó, ông Thành cũng cho rằng tiền đạo Đinh Thanh Bình xứng đáng được gọi trở lại đội tuyển Việt Nam. Sau chấn thương thì Thanh Bình đá 5 trận ghi 4 bàn. Cậu ấy không được lên đội tuyển Việt Nam là hơi phí, nhưng đó là quyền của huấn luyện viên trưởng. Tôi cho rằng Thanh Bình là tiền đạo hàng đầu Việt Nam. Tính ở 6 trận gần nhất trong mùa áo Hà Nội FC, tiền đạo Nguyễn Văn Tùng chủ yếu vào sân từ kết dự bị ở những phút cuối. Xét 3 mùa giải vừa qua, Văn Tùng chỉ có 1 bàn sau 34 trận. Ngoài Văn Tùng thì ông Kim Sang Sích gọi các tiền đạo khác lên đội tuyển Việt Nam bao gồm Tuấn Hải, Vĩ Hào, Tiến Linh, Ngọc Sơn, Văn Toàn. Văn Tùng và Tuấn Hải sẽ có trận đấu với Khánh Hòa vào lúc 19:15 ngày hôm nay. Trong khi đó, Đinh Thanh Bình là cầu thủ xuất sắc nhất của Hoàng Anh Gia Lai GMG. Anh này từng góp mặt trong đội hình U20 Việt Nam tham dự U20 World Cup tại Hàn Quốc. Thanh Bình từng được huấn luyện viên Park Hang-seo gọi lên đội tuyển quốc gia và cuối năm 2023, Thanh Bình được Hoàng Anh Gia Lai đưa sang Singapore điều trị chấn thương. Trong khi đó, về phía Thanh Hóa, trợ lý Mai Xuân Hợp cho biết, chúng tôi hài lòng với kết quả hòa, có được một điểm tại sân Pleiku. Đội Thanh Hóa có một số cơ hội nhưng đã không tận dụng được. Đây không phải lần đầu tiên huấn luyện viên Popov bị ba thẻ. Trước đó thì ông Popov đã từng một lần rồi. Về chiến thuật, ông Popov xây dựng cho toàn đội trước trận đấu gặp Hoàng Anh Gia Lai. Sau trận này thì chúng tôi sẽ nghỉ ngơi và trở lại công việc chuẩn bị cho trận đấu gặp Sông Lam Nghệ An tại sân khách. Quang Hải có thể quay xe vào phút chót, không sang Nhật mà chọn một đội rất quen thuộc. Hiện tương lai của Quang Hải chưa được quyết định trong bối cảnh mà V-League mùa này sắp khép lại. Còn nhớ thì cách đây chưa lâu, một số nguồn tin cho biết Quang Hải đang trên đường gia nhập câu lạc bộ Kozaru Sapporo của Nhật. Đội bóng này hiện đang chơi tại J-League 1 và từng là điểm đến của Công Vinh cách đây hơn 10 năm. Tuy nhiên thì trong cuộc họp báo sau trận đấu ở vòng 22 V-League, huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng của câu lạc bộ Thể Công Viettel tiết lộ thông tin về Quang Hải. Có rất nhiều cầu thủ muốn về với tôi như là Đình Trọng, Quang Hải, Vân Lâm. Nhưng Thể Công Viettel muốn làm việc với ban lãnh đạo để có lựa chọn phù hợp. Câu lạc bộ có văn hóa riêng nên phải cân bằng giữa phát triển cầu thủ trẻ và duy trì thành tích. Chia sẻ từ huấn luyện viên Đức Thắng cũng là điều khá hợp lý khi đối chiếu với thông báo của ông Michele Donato Frescini, người đại diện của Quang Hải. Thực tế xác nhận rằng là việc gia hạn hợp đồng với Quang Hải hiện không phải là ưu tiên hàng đầu của câu lạc bộ chủ quản, nhưng chúng tôi vẫn để ngỏ khả năng tiếp tục. Chúng tôi cũng xin xác nhận rằng có nhận được sự quan tâm mạnh mẽ từ một số câu lạc bộ ở J-League, ở các quốc gia khác và một vài câu lạc bộ ở Việt Nam để chiêu mộ Quang Hải trong mùa giải tới. Thực tế thì Thể Công Viettel cũng được đánh giá là lựa chọn khá phù hợp dành cho Quang Hải trong trường hợp mà anh không tiếp tục gắn bó với câu lạc bộ Công an Hà Nội. Ở độ tuổi của Quang Hải thì việc thích nghi với một môi trường mới là điều không hề đơn giản. Nếu chuyển sang Kozaru Sapporo, tiền vệ này sẽ đối mặt với nhiều khó khăn.
Trong khi đó thì tại G-League 1, yêu cầu về thể lực, về tốc độ, đặc biệt là kỹ chiến thuật là rất khác biệt. Công Vinh trước đây từng được ra sân nhiều lần trong màu áo Kosoro Sapporo, nhưng thời điểm đó đội bóng này còn chơi G-League 2. Công Phượng mùa giải trước thậm chí còn không được Yokohama FC sử dụng một trận nào tại G-League. Bản thân Quang Hải chắc chắn là vẫn chưa quên giai đoạn chơi bóng cho Po FC, một mùa giải đầy chật vật và không được ra sân nhiều ở Pháp, ảnh hưởng rất nhiều đến phong độ của tiền vệ này. Ngoài việc được thi đấu thường xuyên và đảm bảo chuyên môn, Quang Hải còn có một mối quan tâm khác là gia đình. Ở lại V-League với một đội bóng thủ đô thì Quang Hải sẽ có nhiều thời gian để chăm sóc gia đình và đặc biệt là bà xã của mình. Hiện hợp đồng giữa Quang Hải và câu lạc bộ Công an Hà Nội sẽ kết thúc vào tháng 6 tới, dự kiến là sau 2 trận đấu của tuyển quốc gia tại vòng loại World Cup gặp Philippines và Iraq thì nhà vô địch AFF Cup 2018 sẽ công bố bến đỗ mới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn cũng có thể để lại những bình luận của mình ở trong phần bình luận của video. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.